Chào các bạn, sau đây mình xin chia sẻ với các bạn một cái video ngắn mình copy ở trên mạng, 5 dấu hiệu để nhận biết misalignment. Misalignment là độ lệch của vị trí trục tương đối so với trục quay của trục khi thiết bị đang quay ở điều kiện hoạt động bình thường. Thậm chí là khi khớp nối dùng cái khớp nối là flexible coupling thì nó cũng chỉ có thể hoạt động với sự cho phép một lượng sai lệch nhỏ. Nếu như sai lệch nhiều thì cái flexible coupling cũng không thể giúp đỡ được. Một thiết bị misalignment có thể gây ra rất nhiều vấn đề nghiêm trọng như là siêu fold, bộ phận làm kín bị hỏng, cổ đỡ trục bị hỏng, tốn hao năng lượng, độ rung tăng hoặc là nhiệt độ tăng, quá nhiệt, thiết bị nóng. Một máy bị misalignment có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng. Điều quan trọng là mình phải phát hiện sớm các dấu hiệu để ngăn chặn trước khi xảy ra những vấn đề nghiêm trọng đối với thiết bị. Những dấu hiệu phổ biến nhất: sự hao mòn các linh kiện máy. Thứ hai là làm dịch chuyển hoặc biến dạng các ống hoặc các tấm được gắn với thiết bị. Thứ ba là lỏng các miếng trên dùng để căn chỉnh trong quá trình alignment. Tư là tổn hao năng lượng tiêu thụ tăng. Thứ năm là độ ồn tăng, độ rung cũng tăng theo. Với những thiết bị quan trọng thì sẽ có những cái sensor vibration, thì độ rung mà tăng quá giới hạn cho phép ấy, thì nhiều thiết bị sẽ bị dừng bởi tín hiệu bảo vệ cho thiết bị. Misalignment là một vấn đề nghiêm trọng nếu không được phát hiện, nhưng nếu bạn biết cách nhận biết các dấu hiệu của nó, bạn có thể tránh được và giảm thiệt hại cho thiết bị máy móc, đảm bảo thiết bị hoạt động tối ưu.